Đây là chốt kiểm soát dịch COVID-19 được đặt tại cầu Ina, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Chốt này có nhiệm vụ đo thân nhiệt, khai báo y tế những người đến từ tỉnh, thành khác nhằm thực hiện tốt công tác khoanh vùng truy vết, tránh lây lan dịch ra cộng đồng. Để tăng cường các lực lượng đảm bảo kiểm soát chặt 115 chốt, thành phố Bắc Ninh đã huy động nhiều nhân viên y tế, công an, thanh niên tình nguyện tham gia chốt kiểm soát, trong đó đặc biệt nhất phải kể đến lực lượng cán bộ đã nghỉ hưu. Họ đã không quản ngại nắng mưa, tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch. Tính đến ngày 25 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 536 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu người dân tại thành phố Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, Quế Võ và Yên Phong từ ngày 24 tháng 5 không ra khỏi nhà sau 20 giờ đến sáng hôm sau.